Xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là vùng nông thôn có nền kinh tế phát triển từ rất sớm. Người dân nơi đây rất năng động trong làm ăn và có cái nhìn khá tích cực về giáo dục đào tạo. Chính vì vậy, việc học của con em Đông Tiến đã được quan tâm đầu tư. Nhằm khuyến khích phong trào học tập, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục của quê hương, ngày 28 tháng 5 năm 2019, tiến sĩ Lê Đắc Sơn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Đại Nam đã ký quyết định cấp học bổng khuyến tài cho sinh viên xã Đông Tiến, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, áp dụng cho sinh viên từ khóa 13 hệ chính quy tập trung. Theo đó, Trường Đại học Đại Nam sẽ cấp học bổng 100% học phí và 50% học phí cho những sinh viên trúng tuyển vào trường có điểm số cao. Tổng mức học bổng dành cho sinh viên xã Đông Tiến trong năm học 2019-2020 lên đến 500 triệu đồng. Ngoài việc cấp học bổng cho những sinh viên trúng tuyển vào trường có điểm số cao, Trường Đại học Đại Nam còn hỗ trợ đào tạo kỹ năng mềm cho giáo viên, học sinh và phụ huynh của xã. Thực hiện chủ trương đó, ngày 16 và ngày 17 tháng 8 năm 2019, Trường Đại học Đại Nam khai giảng khóa đào tạo kỹ năng mềm cho hàng trăm giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã Đông Tiến. Khóa đào tạo nhằm góp phần thay đổi nhận thức, tư duy và tạo năng lượng cho các giáo viên trước thềm năm học mới. Tham gia khóa đào tạo kỹ năng mềm của Trường Đại học Đại Nam, các giáo viên thuộc 3 cấp học của xã Đông Tiến đã được trải nghiệm các nội dung đào tạo cơ bản và chuyên sâu của kỹ năng mềm, như kỹ năng mềm là gì, tầm quan trọng của kỹ năng mềm, học kỹ năng mềm như thế nào, kỹ năng thuyết trình, cách vận dụng kiến thức để xử lý các tình huống thực tế trong dạy học. Đặc biệt, khóa đào tạo còn có sự góp mặt của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhã với chủ đề Thay đổi để xứng đáng là nhà giáo thời cách mạng 4.0. Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Văn Nhã đã chia sẻ phương pháp tư duy mới trong dạy học, vinh dự và trách nhiệm của người thầy, sự khác biệt của nghề giáo. Được biết, trong thời gian tới, Trường Đại học Đại Nam sẽ tiếp tục triển khai các khóa đào tạo kỹ năng mềm cho học sinh và phụ huynh của xã Đông Tiến. Qua buổi hôm nay thì chúng tôi thấy rằng là nhà trường cũng đã rất chú trọng đến cái việc lập kế hoạch, rồi xây dựng nội dung chương trình và chọn giáo viên để truyền đạt các cái kiến thức về kỹ năng mềm. Tôi đánh giá là cái buổi hôm nay rất thành công và chắc là cái khóa đào tạo này cũng sẽ rất thành công. Và cái chương trình cam kết giữa Đại học Đại Nam và Hội khuyến học xã Đông Tiến chắc chắn cũng sẽ để lại nhiều những cái dấu ấn trong lòng nhân dân Đông Tiến. Qua buổi học ngày hôm nay thì bản thân em thấy rõ được cái tầm quan trọng của kỹ năng mềm trong cuộc sống đối với trong quá trình giáo dục. Và đối với bản thân em là một người giáo viên trẻ vừa mới ra trường thì cần phải nỗ lực phấn đấu hơn nữa về kiến thức và đặc biệt là về cái kỹ năng cũng như là về thái độ theo hướng tích cực, và cần phải nhận thức rõ được tầm vai trò quan trọng của người giáo viên cũng như là của người giáo dục ạ. Các thầy đã khơi dậy cái niềm cảm hứng trong cái công việc của chúng mình, đó là dạy học, dạy trẻ và làm sao để tiếp cận, làm sao để cho các cháu, dạy các cháu được tốt nhất. Thì mình thấy là hai cái buổi này thì chúng mình gặt hái được rất là nhiều những kiến thức bổ ích, tiếp cận được những cái phương pháp gần như là phương pháp mà tiếp cận với trẻ, có nhiều thêm kỹ năng mềm, những kỹ năng mà làm sao để mình dạy học một cách tốt nhất. Ngày 23 tháng 8 năm 2019, Hiệu trưởng Trường Đại học Đại Nam chính thức phê duyệt quyết định cấp học bổng 100% học phí học kỳ 1 dành cho sinh viên Nguyễn Thị Thu, quê quán thôn Ô Cách, Đông Tiến, Yên Phong, Bắc Ninh với điểm xét tuyển 26 điểm, điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia 18,95 điểm. Tối ngày 25 tháng 8 năm 2019, tại lễ vinh danh năm học 2018-2019 của Ủy ban Nhân dân Hội khuyến học xã Đông Tiến, cô Cao Thị Hòa, Phó Hiệu trưởng nhà trường đã trao học bổng khuyến tài trị giá 100% học phí học kỳ 1 năm học 2019-2020 cho tân sinh viên Nguyễn Thị Thu.
không chỉ góp phần mang đến điều kiện học tập tốt hơn cho các em học sinh sinh viên xã Đông Tiến, học bổng khuyến tài của trường Đại học Đại Nam còn mang theo ước mơ và khát vọng về một xã hội học tập theo đúng câu khẩu hiệu học để thay đổi của nhà trường. Cũng tại buổi lễ, trường Đại học Đại Nam đã vinh dự nhận bảng vàng vinh danh do Ủy ban Nhân dân Hội khuyến học ước mơ lớn xã Đông Tiến cấp, ghi nhận tấm lòng và sự đóng góp của tiến sĩ Lê Đắc Sơn và cô Cao Thị Hòa, hai người con ưu tú của quê hương Đông Tiến, vì sự nghiệp phát triển giáo dục của xã nhà.